Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với comeback của mình. Hôm nay thì thực ra là mới có ngày 15 tháng 12 thôi, chưa đến Noel, nhưng mà tối nay thì bọn mình sẽ có một bữa tiệc Noel nho nhỏ. Bởi vì tuần sau này với cả lại tuần sau nữa, tức là tuần ngày 22 tháng 12 thì bọn mình có một chút việc bận, thế nên là mình sợ là không có thời gian để bày vẽ nhiều. Thế nên là hôm nay tranh thủ ngày cuối tuần thì tranh thủ nấu nướng một chút này, bày vẽ một chút để có thể thưởng thức những cái món ăn mùa Giáng sinh thật là ngon miệng. Hôm nay thì thực đơn của chúng mình sẽ có đầu tiên là gà nướng, thứ hai là khoai tây áp chảo với cả lại bơ và mật ong, và thứ ba thì mình sẽ làm salad để ăn cho nó có thêm một ít rau. Và ngoài ra thì cũng sẽ có những cái thứ mà nó truyền thống mùa Giáng sinh hơn, như là mình đã mua bánh toast này, những cái bánh mì mà nho nhỏ này này, xong rồi để sẽ phết foie gras này với cả lại thêm mứt nữa, rất là ngon. Thế nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị nhá. Hôm nay thì bọn mình chỉ có 3 người thôi, một bữa tiệc kiểu siêu mini luôn ý. Thế nên là mình cũng sẽ không chuẩn bị quá nhiều món, bởi vì như thế thì cũng hơi mất công với cả lại cũng hơi mất thời gian nữa. Tập trung vào 3 món thôi, với cả sau đấy thì sẽ ăn ngoài những thứ linh tinh nữa. Và bọn mình có một chai rượu vang đỏ để có thể thưởng thức. Thế nên là bây giờ thì mọi người sẽ theo mình trong công cuộc chuẩn bị cái bữa tiệc Noel này nhá. Cùng đi thôi. Đầu tiên ở đây thì mình có phần thịt gà. Hôm nay thì mình mua nguyên cả những cái đùi như thế này luôn. Để thịt gà ngấm gia vị nhanh hơn thì mọi người có thể dùng dao khiến những cái đường sâu như thế này ở trên phần thịt thì gia vị ngấm sẽ rất là nhanh. Hôm nay thì mình tẩm ướp khá là đơn giản thôi. Trong này thì là kiểu châu Á ấy, mix giữa kiểu bữa tiệc Noel với cả style châu Á một chút. Có dầu hào này, có đường này, có bột tỏi này, bột hành này, có dầu vừng này. Mình cho thêm một chút hạt tiêu nữa, có thêm cả sả nữa. Và sau đấy thì mọi người trộn lên tất cả thôi. Thịt này thì mọi người sẽ ướp trong khoảng tầm 30-45 phút thì sẽ ngấm gia vị rất là ngon. Và sau đấy thì mình sẽ nướng trong lò nướng khoảng tầm 40 phút là chín. Ngoài ra thì mình còn đang chuẩn bị xong xong khoai tây nữa, mình sẽ cho mọi người xem nhé. Và đây là khoai tây của mình, bước đầu tiên rất là đơn giản thôi. Mọi người rửa sạch những củ khoai bé như này nhá, xong sau đấy thì cho vào nước luộc với cả một chút muối. Khi mà mọi người xiên dĩa vào hoặc là xiên đũa vào mà thấy nó mềm rồi, tức là khoai đã chín, thì mọi người sẽ bỏ ra. Và sau đấy thì mình sẽ hướng dẫn mọi người bước tiếp theo sau nhá. Trôi qua rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau nướng gà nhá. Như mọi người có thể thấy sau lưng mình thì mình đang làm nóng lò nướng rồi. Bất kể khi mà làm món ngọt này hoặc là làm món mặn thì điều quan trọng nhất mà mọi người đừng quên đấy chính là hãy làm nóng lò nướng trước khi cho đồ của mình vào nhá. Bây giờ thì mình sẽ lóc khay nướng. Ở đây thì mấy cuộn giấy này mình hay gọi bình thường là giấy thần thánh, bởi vì cái này ấy, khi mà nướng ấy còn thích hơn cả giấy bạc ấy. Cái giấy này thì như kiểu là một loại giấy nướng ấy. Mọi người có thể dùng khi làm bánh này để lót khay bánh, hoặc là mọi người có thể lót lên khay nướng để nướng đồ mặn cũng được. Cái giấy này thì một mặt thì nó sẽ là cái mặt trơn như thế này để mọi người để đồ lên, còn một mặt thì nó sẽ có những cái chấm nhỏ li ti này để khi mà mọi người nướng đồ xong ấy thì cái kể cả nó chảy mỡ xuống thì nó cũng sẽ không bị dính vào cái khay nướng, dùng rất là tiện. Bây giờ thì mình sẽ lót vào đây. Hôm nay thì mình không có nhiều gà lắm, thế nên là mình nướng một mẻ thì chắc là xong. Hôm nay mình chỉ có 4 cái đùi gà thôi, và mình sẽ nướng ở nhiệt độ mình nghĩ là tầm khoảng 190-200 độ là ok. Sau khi gà đã cho vào lò nướng rồi thì bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục chuẩn bị với cả món khoai tây áp chảo với cả bơ với mật ong nhá. Món này cũng rất là dễ làm thôi, thế nên là nếu mà dịp Noel này mọi người đang bí ý tưởng muốn tìm một món ăn kèm cho những cái món chính của mình thì mọi người có thể thử nhá. Sau khi mà luộc khoai tây xong với cả lại một chút muối, và mọi người như mình thử lúc nãy, khi mà xiên vào bằng dĩa hoặc là bằng đũa đã thấy mềm rồi thì mọi người sẽ mang khoai tây ra này, xong rồi chắt nước, xong rồi rửa để cho khoai tây nó được sạch và để nguội hơn một chút, bởi vì sau đấy thì chúng mình sẽ còn phải thao tác, nên là nếu mà mọi người để nóng quá thì sẽ hơi khó thao tác một chút. Việc của mình chúng mình bây giờ rất là đơn giản, chúng mình chỉ cần lấy một cái muôi hoặc là một cái thìa đơn giản thôi, xong sau đấy thì mọi người sẽ dùng cái phần đằng sau của cái muôi để ấn hơi dẹp dẹp cái miếng khoai tây ra, để cái miếng khoai tây nó hơi vỡ một chút thì lát nữa sẽ ngấm mật ong và ngấm bơ rất là nhiều. Bây giờ thì mình phải lấy cái muôi ở trong cái ấm cặp đồ của nhà mình đã đây. Hôm nay thì mình sẽ dùng một cái thìa như thế này. Sau đấy thì bây giờ thì mình sẽ lấy một cái thớt, một cái mặt phẳng ý, để mọi người có thể để khoai tây như này nhé, xong mọi người ấn dẹt ra được. Bây giờ bọn mình cùng làm nhé.
Chào mừng mọi người đã đến với địa điểm mới đặt máy quay của mình ở trong bếp. Hôm nay thì mình không dùng cái tripod to, mình dùng cái tripod nhỏ đặt lên bàn để mình có thể chỉ cho mọi người biết là làm khoai tây như thế nào. Đây, mình sẽ ví dụ cái củ khoai tây đầu tiên thì nó chỉ bé bé như này thôi. Cái loại khoai tây bé này thì lát nữa nó sẽ ngấm gia vị hơn rất là nhiều và ăn nó cũng rất là vừa miệng nữa. Mọi người chỉ cần chắc là mỗi người khoảng tầm 10 củ mình nghĩ là ăn ok. Đây nhá, xong mọi người sẽ dùng cái phần đằng sau cái thìa này, mọi người giữ củ khoai tây và sau đấy thì mọi người ấn dè dè ra một chút thôi. Đấy, ấn như thế này là được. Nhưng mà mọi người đừng ấn dầm hẳn, nát hẳn vào nhá. Thì lát nữa như thế thì cái miếng khoai tây của chúng mình nó sẽ mất hình dạng ấy. Trong bước tiếp theo của món khoai tây áp chảo với cả bơ mật ong này thì chúng mình sẽ làm nóng chảo và sau đấy sẽ cho khoảng tầm 70-80g bơ vào chảo như thế này nhá. Bởi vì bơ rất là dễ cháy thế nên là mọi người hãy trông cẩn thận một chút. Bây giờ thì mình sẽ cho thêm vào đây khoảng 4 thìa mật ong và một chút muối nữa để cho cái món khoai tây của mình có vị mặn. Để cho hỗn hợp này thơm hơn một chút thì mình sẽ cho thêm một chút rosemary vào. Mọi người có thể thay thế bằng oregano này hoặc là basilic này hoặc là thyme cũng được nhá. Đấy, một chút thế thôi là được rồi. Sau đấy thì mình sẽ chuyển khoai tây vào đây. Bây giờ thì chúng mình sẽ cho khoai tây vào chảo bơ với cả mật ong nhé. Mọi người cẩn thận một chút bởi vì là bơ với mật ong khi mà đun lên thì rất là nóng. Thế nên là mọi người nếu mà dùng tay thì siêu cẩn thận, kiểu nếu không nó sẽ bị bỏng đấy. Bây giờ thì chỉ còn món cuối cùng nữa thôi. Thực ra thì mình không biết đây có phải gọi là món nữa không, bởi vì mình chỉ cần trộn salad vào thôi. Hôm nay thì mình có mua ở siêu thị hai món khác nhau. Món này thì là melon popcorn, là trong này có một cái hỗn hợp rất là nhiều loại salad khác nhau này. Trong này thì có khuy dê này, có chicory mousse này, có scallion với cả isaac. Còn bên này thì mình mua một gói mash như kiểu là rau mầm ý. Thì hai loại này thì mình cho vào đĩa, xong sau đấy thì mình sẽ cho thêm dressing. Cái loại dressing này rất là đơn giản nhưng mà ăn rất là ngon luôn. Đặc biệt là nếu mà mọi người ăn salad Lyonnaise ý, thì cho cái này vào cực kỳ hợp luôn. Trong này thì có indolin với cả lại vinaigre balsamic thôi. Bây giờ thì mình sẽ cho các loại salad vào đĩa này và sau đấy thì cho thêm một ít dressing nữa là ok rồi và mình sẽ đi ăn thôi.
Hôm nay bọn mình ăn no quá đi mất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video lần này. Hôm nay mình đã có một bữa ăn rất là ngon miệng, rất là no. Còn mọi người thì sao? Mọi người chuẩn bị Noel đến đâu rồi? Bữa tiệc Noel năm nay thì mọi người sẽ chuẩn bị những món gì nhỉ? Comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video lần này. Nếu mọi người thích video thì đừng quên ấn like cho video và subscribe channel của mình ở phía dưới nhé. Mình sẽ hẹn gặp mọi người trong những video lần sau. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye.